Kính thưa quý vị, sáng nay trong chương trình Cà phê sáng, chúng tôi mời quý vị đến cùng với chúng tôi thăm viếng một ngôi chùa mang tính chất biểu tượng văn hóa truyền thống của Phật giáo Việt Nam tại quận Cam. Kính thưa quý vị, đó là ngôi chùa Liên Hoa. Ngôi chùa Liên Hoa hiện nay đang tọa lạc trên con đường Bisbee của thành phố Garden Grove, và bên cạnh chúng tôi là Hòa Thượng Thích Chân Thành. Kính chào Hòa Thượng đến cùng với chương trình chúng con sáng nay. A Di Đà Phật, kính chào đoàn trọng, kính chào quý khán thính giả của chương trình Cà phê sáng. Vâng. Thưa Hòa Thượng, sáng nay thì Hòa Thượng dành cho khán thính giả chúng con một ít khái niệm về ngôi chùa Liên Hoa, và chúng con được biết đây là một cái ngôi chùa mang cái nét biểu tượng văn hóa truyền thống của Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại, thưa Hòa Thượng. A Di Đà Phật. Nhưng mà nó rất nhỏ nhỏ. Nhỏ. Thế Hòa Thượng muốn lớn bao nhiêu nữa nè? Thôi nhiều là đủ rồi. Vậy đủ rồi. Thế khởi đầu thì thưa Hòa Thượng, đến với cái địa điểm ngôi chùa này từ lúc nào vậy thưa Hòa Thượng? Từ năm 1987. Thưa Hòa Thượng, những ngày đầu mà Hòa Thượng đến cái địa điểm này thì cái phía tiền đình của cái chùa Liên Hoa này nó như thế nào? Có phải y như vậy thưa không Hòa Thượng? Không, lúc về thì đây là cái nhà. Cái nhà cũng cũ rồi nha. Còn cái lợp ngói hoặc làm đây từ năm 1993. Thì như vậy là Hòa Thượng đổ dồn hết công sức vào cái việc xây dựng ngôi chùa này bằng việc trước tiên là cấu tạo được cái phía trước của ngôi chùa, phải không thưa Hòa Thượng? Chưa có gì phía trước hết rồi. Yeah. Mãi cho tới 6 năm sau thì khi Garden Road cho tôi làm cái chùa này thì khi đó tôi mới lập ngói rồi. Nhưng mà lúc đầu học tiên nó cũng phải lụp sụp chứ không phải dài đâu. Rồi sau này, sau tới năm 1996-97 vậy thì tôi mới làm cái này. Cái đây là công đức của chị My là nhiều hơn. Yeah. Thank you.
Quý vị cùng với Cà Phê Sáng chúng tôi trong nhạc phẩm Nguyện Ngày An Lành của nhạc sĩ Võ Tá Hân. Bên cạnh chúng tôi là Hòa Thượng Thích Chân Thành, Viện Chủ Chùa Liên Hoa. Thưa Hòa Thượng, 50 năm trước đây Hòa Thượng đi tu có nào Hòa Thượng thấy cảnh này không? A Di Đà Phật. Người Việt Nam thường nói có cái câu ca dao phải không? Yeah. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chăng dị vàng. Thưa Hòa Thượng, mà không có cái tâm giác với chữ O đồ này kia nọ Hòa Thượng hay sao? Không có gì hết. Không có gì hết. Mà dị vàng bông trắng lá xanh, nhưng đáng tiếc cái dị vàng bông trắng nhưng đáng lẽ bông trắng nhưng đi bụng đỏ. Nhưng mà thưa Hòa Thượng, gần đây thì Lifestand Group họ đến thực tập, họ đến sinh hoạt trong chùa của Hòa Thượng. Ngày xưa thì lúc Hòa Thượng còn chú Tiểu đi tu thì đâu có cái cảnh nhảy múa trước chùa vậy Hòa Thượng. Nhưng bây giờ Hòa Thượng thấy những cái cảnh sinh hoạt như vậy, nó mang một cái sắc thái mới của sinh hoạt văn hóa Phật giáo tại hải ngoại như thế nào thưa Hòa Thượng? Thời gian ở Việt Nam và thời gian ở đây nó hoàn toàn khác nhau, và cái sinh hoạt cũng như văn hóa nó khác nhau. Mặc dù tôi cũng lớn tuổi nhưng cái đầu óc tôi nó còn mới lắm. 15 năm ở bên Nhật tôi chỉ còn nhớ cái câu của Ngài Minh Trị Thiên Hoàng, phế Đông lập Tây để đưa nước Nhật đi lên. Thì trong cái thời đại này á, toàn dân Việt Nam cũng phải thay đổi hết, nghĩa là bỏ Đông để đi theo Tây Phương để đưa nước Việt đi lên. Bởi thế cho nên á, bây giờ mình ở bên xứ Mỹ này, mình tiếp xúc với cái nền văn hóa của Tây Phương, đây là một cái cơ hội duy nhất để toàn dân Việt Nam phải đứng lên mà làm cuộc cách mạng văn hóa. Kính thưa quý vị, đó là Hòa Thượng Thích Chân Thành, Viện Chủ Chùa Liên Hoa. Bên cạnh chúng tôi thấy có chị Cúc ở đây, là một trong những người sinh hoạt. Chị sinh hoạt rất thường xuyên ở cái chùa Liên Hoa này. Chị, sáng nay cái thời gian chị dành cho cái tập dượt với là cái bản nhạc này trong cái first cái group live dance của chị là bao lâu, như thế nào, chị đầu tư vào như thế nào thưa chị Cúc? Dạ, thưa tụi em đã được đến chùa, được Hòa Phượng cho phép để mà tập dượt ở đây được 3 năm rưỡi rồi anh. Dạ. Mỗi một bài như vậy là em sẽ phải tập 2 tháng. Hai tháng. Dạ. Và nhưng mà chị kỳ vọng những cái tập dượt, những cái bài hát này sẽ mang lại một cái sắc thái mới gì cho đồng hương Phật tử ở tại hải ngoại này thưa chị? Dạ, live dance là một cái môn thể thao mà bây giờ được mọi người quan tâm đến là tại vì nó giúp ích cho cái sức khỏe mình. Đồng thời cũng là đầu óc mình không có quên trong cái tuổi già đó anh. Và đồng thời tụi em muốn áp dụng cái live dance này vô Phật Pháp để có thể mà chuyển tải được những cái kinh kệ bằng điệu múa. Dạ. Như vậy là mai mốt Hòa Thượng cũng đen cũng nhảy để truyền tải những cái kinh kệ của Hòa Thượng. Quý vị nên biết rằng Đức Phật dạy mình Phật Pháp bất ly thế gian Pháp, nghĩa là Phật Pháp không lìa với cái thế gian này. Lìa thế gian là Phật Pháp không còn nữa. Bởi thế cho nên phải theo cái đà tiến của nhân loại mà sinh hoạt, đưa Phật Pháp vào trong lòng nhân loại. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với Cà Phê Sáng. Là đặc biệt hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị một trong những nét sinh hoạt văn hóa mới của những người hiện nay đang cùng với đạo tràng Liên Hoa. Và chắc hy vọng chúng tôi sẽ nhận được cái sự hồi âm của quý vị, và quý vị nhận cho chúng tôi những ý kiến của quý vị về những sinh hoạt tôn giáo trong tương lai, và đặc biệt là tại chùa Liên Hoa. Một lần nữa Cà Phê Sáng chúng con xin gửi lời cảm ơn đến Hòa Thượng. Cảm ơn quý vị. Bởi vì đây cũng là một cái môn văn hóa của nhân loại. Bởi thế cho nên Đức Phật cái quan trọng giữ cái tâm thanh tịnh,
luôn luôn open cái mic của mình ra mà không bị dính mắc gì hết. Thank you. Chứ còn vấn đề sinh hoạt, cái thể dục thể thao đồ cũng là một cái bộ văn hóa để làm cho con người mình được khỏe mạnh. Có khỏe mạnh thì mình mới tu được, không khỏe mạnh làm sao tu được. Có phải không? Vâng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi sáng nay và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.